Thưa quý vị và bà con, ở độ cao trên 1.400m so với mực nước biển, tại địa phận giáp ranh của hai xã Trờ Hy và A Sang, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, hiện vẫn còn lưu giữ được hàng ngàn cây pơ mu. Nhiều cây có tuổi đời trên 1.000 năm. Các nhà khoa học khẳng định đây là quần thể rừng pơ mu lớn và duy nhất còn sót lại, đang được bảo vệ nghiêm ngặt trong dãy Trùng Trường Sơn. Nằm trong địa bàn huyện miền núi biên giới Tây Giang, rừng Tây Giang có vai trò quan trọng trong phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ đất, nước và chống xói mòn. Đây là khu rừng có nhiều hệ sinh thái và loài động thực vật quý hiếm, có giá trị bảo tồn cao. Đặc biệt có gần 1.400 cây pơ mu, nhiều cây đã trên 1.000 năm tuổi. Người dân nhờ từ rừng, sống ở rừng, làm giàu từ rừng và phát triển về mọi mặt là nhờ từ rừng. Chính vì thế, việc bảo vệ rừng là trách nhiệm toàn thể nhân dân. Quần thể pơ mu cổ thụ này lâu nay được xem là báu vật, là cây thiêng liêng của đồng bào Cơ Tu sinh sống ở đây. Vì vậy chúng được bảo vệ rất tốt. Trải qua quá trình sinh trưởng và phát triển, nhiều cây cho hình thù rất độc đáo. Với sự bảo vệ nghiêm ngặt của cộng đồng nhân dân hai xã Tri và A San, sau này có thêm Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Giang và Tổ bảo vệ rừng cộng đồng. Năm 2016, quần thể 725 cây pơ mu cổ thụ có tuổi đời từ 300 tới 1.000 năm đã được công nhận là cây di sản Việt Nam. Có sự vào cuộc của cộng đồng và nhân dân thì sẽ công tác quản lý bảo vệ nó sẽ đảm bảo chặt chẽ hơn. Sau này là được đưa vào khai thác du lịch sinh thái, đem lại thu nhập cho bà con. Hàng năm, đồng bào Cơ Tu ở Tây Giang lại tổ chức lễ hội tạ ơn rừng. Đây là cách để giữ gìn nét văn hóa độc đáo của dân tộc, vừa giáo dục con cháu về giá trị của cánh rừng nguyên sinh pơ mu mà họ đang bảo vệ. Trong một ngày không xa, những du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cây pơ mu nghìn năm tuổi này khi du lịch được phát triển.